chia bỏ tay xuống. Dạ vậy thôi, để con tranh thủ cùng thỉnh pháp sư sớm đi ha. Cô Tị Duyên, Nhật Quỳnh xin lỗi cô Tị Duyên nha. Dạ thấy sư đưa tay rồi nên nên Nhật Quỳnh nghĩ là sư đã có chức máy rồi. Dạ. Nam mô Bích Hà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức thính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con tiếp tục bài học ngày hôm nay là tứ niệm xứ. Nhà con không biết tới chi pháp nào. Dạ con cung thỉnh sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sư, có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ Nam mô Bích Tha Giá. Dạ dạ sư, có nghe được âm thanh con không bạch sư? Lúc nãy con thấy sư đưa tay nên con lật đật thỉnh pháp sư nhanh nhanh. Dạ bây giờ không biết sư có trước máy chưa ạ. Dạ đạo tràng có thấy tín hiệu của đại đức pháp tính không quý vị? Má Nhật Quỳnh nó cũng có cơn lắm. Alo, dạ đạo tràng có thấy không ạ? À? Có thấy tín hiệu đại đức pháp tính để Nhật Quỳnh dân mít à? Trời thương nước. Dạ ra thú cảm ơn trạng đông. Nhật Quỳnh lật đật. Dạ dạ mến chào Dung Nguyễn. Dạ ra thú. Dạ con thấy tín hiệu của sư rồi. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng. Thì hối quá, cảm ơn ngàn đồng ngàn tệ. Nhật Quỳnh thấy sư đưa tay, Nhật Quỳnh định thỉnh nhờ cô tu nữ Tệ Duyên thỉnh pháp sư, thấy sư đưa tay hết hồn. Dạ con kính nhân bích đến sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hoa. Dạ con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thường Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta bắt đầu học về tứ niệm xứ mà phần quán thân với cái đề tài là niệm hơi thở hay là tu tập về hơi thở. Vậy thì chúng ta sẽ có cái tựa đề là quán thân mà với cái đề mục là tu tập về hơi thở, tu tập đề mục hơi thở. Vậy thì trước khi đi vào phần thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang appi wa de mi
Sokato Bhagavata Tammo Tammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkang Namami Lokassa Nathang Varamuttamahang Buddhang Chak Tammang Chak Banamami Sangkang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng. Vừa xin chia phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. À, kính thưa quý vị, bây giờ thì hôm nay là chúng ta học về phần tứ niệm xứ. Thì ở trong cái phần đảng giác yếu hiệp, đảng giác yếu hiệp thì nó được khởi đầu bằng tứ niệm xứ và kết thúc là bát thánh đạo. Đảng giác yếu hiệp này là tập hợp những cái pháp môn mà thuộc thiện pháp để làm cho chúng ta tiến tu tăng trưởng. Vậy thì ở trong cái pháp tứ niệm xứ này Sati-patthana, cái phần mà chúng ta học ngày hôm nay là cái phần niệm thân, mà niệm thân thì với cái đề mục hơi thở. Quý vị còn nhớ mà chúng tôi hồi bữa chúng tôi đã phân ra cho quý vị không? Học chậm mà tánh tham, người học chậm mà tánh tham thì chúng ta tu tập đề mục niệm thân. Học nhanh mà tánh tham thì chúng ta tu tập đề mục niệm thọ. Mà hãy mà học chậm mà tánh tà kiến thì chúng ta tu tập đề mục niệm tâm. Mà hãy mà học nhanh mà tánh tà kiến thì chúng ta tu tập đề mục niệm pháp. Đó, thì thật sự ra quý vị thấy rằng các vị trưởng lão đó, các vị đã hệ thống lại, hệ thống lại cho mình một cách rất là kỹ càng để cho chúng ta biết, chúng ta biết được cái cơ tánh của chúng ta như thế nào, thì chúng ta sẽ tìm cái đề mục, cái đối tượng đó để mà chúng ta tu tập cho nó kháng khích với đề mục. Chứ nếu mà nhiều khi quý vị thấy rằng có nhiều người đó do cái, cũng như quý vị thấy rằng đệ tử của ngài Xá Lợi Phất đó, ngài cho cái vị đó tu tập về cái đề mục mà quán thân đó, có nghĩa là niệm về thể trược đó, cái vị đó không có thích hợp. Do mấy trăm kiếp liên tiếp, cái vị này là toàn là sanh ra là làm cái người thợ kim hoàn, nhìn những cái ánh sáng, nhìn những cái tịnh tướng quen rồi, bây giờ niệm cái đề mục thể trược nó không vô. Đó, thành ra khi mà đi đến Đức Phật, ngài đã biết được cái cơ tánh đó và ngài đã chuyển đề mục cho cái vị này tu tập và chứng đắc được đạo quả. Vậy thì ở trong cái phần niệm thân là trước tiên là chúng ta tu tập về cái đề mục hơi thở. Cái đề mục hơi thở là có nghĩa là chúng ta niệm hơi thở đó quý vị. Đối với cái đề mục hơi thở này nè, làm cho chúng ta tu tập để mà chúng ta an tịnh cái tâm của mình, rồi dần dần dẫn đến chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, là nói theo tạng kinh. Nhưng mà chúng ta phải đi đúng cái phương pháp. Thì quý vị thấy rằng đối với cái đề mục hơi thở đó, nó rất là thích hợp cho cái cơ tánh của chúng ta. Vì chúng ta tu tập bất cứ ở nơi nào cũng được, hoặc là bất cứ ở trong một cái thời gian nào đó, chúng ta tu tập về cái đề mục hơi thở cũng được, đều được hết. Vậy thì ở trong kinh tạng á, Đức Phật dạy cho chúng ta là ở đây này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đi đến khu rừng hay đi đến một cái gốc cây hay là đi đến một cái ngôi nhà trống, rồi với tư thế kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm vị ấy thở ra, khi thở ra dài, vị ấy biết thở ra dài, khi thở vô dài, vị ấy biết thở vô dài. Đó, khi thở dài vị ấy biết, hoặc là thở vô dài vị ấy đều biết rõ.
Rồi khi mà cái hơi thở vô, hơi thở ra đó, cái cảm giác toàn thân, vị ấy đều biết rõ cái cảm giác toàn thân khi mà cái hơi thở vào, cái hơi thở ra. Đó, rồi khi mà cái thân của vị đó đó, hơi thở vô, hơi thở ra mà được an tịnh, an tịnh toàn thân, thì vị ấy sẽ biết rõ và vị ấy tu tập. Vậy thì ở trong cái lời dạy này của Đức Phật á, thì quý vị thấy rằng là chúng ta cũng phải biết về những cái sơ cơ ở ban đầu. Quý vị, tại sao mà ở trong cái trường hợp này Đức Phật dùng cái danh từ là ở đây hoặc là ở trong giáo pháp này? Tại sao mà Đức Phật dùng cái danh từ này? Quý vị biết đó, đối với ngoài cái lời dạy của Đức Phật, ngoài cái lời dạy của Đức Phật thì không có ai ngoài cái đạo Phật này, ngoài cái lời dạy của Đức Phật Gotama hoặc là các vị đệ tử của Đức Phật, nói chung là ở ngoại giáo, ngoại giáo không có cái pháp môn này. Có nghĩa là ngoại giáo tu tập cái pháp môn này không có dẫn đến chấm dứt sanh tử luân hồi, đoạn diệt những cái lậu hoặc. Thành ra đó, Đức Phật mới nói là ở đây hoặc là trong giáo pháp này. Rồi quý vị thấy khi đó, Đức Phật đó mới chỉ cho chúng ta tìm cái nơi thích hợp để mà chúng ta hành thiền. Đó, cái nơi thích hợp là chúng ta đi đến một cái gốc cây, một cái ngôi nhà trống, nói chung là một cái chỗ nào đó. Ngay cả bây giờ chúng ta không có vào rừng chúng ta hành thiền được, nhưng mà chúng ta cũng tìm một cái chỗ nào đó yên lặng. Hoặc là nếu mà chúng ta có hành thiền chung với hội chúng thì chúng ta vẫn phớt lờ. Có nghĩa là giống như là mình không có quan tâm, mình không có quan tâm đến những cái người xung quanh mình. Mình không quan tâm là như thế nào quý vị? Mình không quan tâm có nghĩa là mình không có suy nghĩ hôm nay là có 10 người đến hoặc là 15 người đến, hôm nay mưa gió chỉ có 1-2 người. Nói chung là mình không có để ý đến những cái chuyện đó. Hoặc là ở trong gia đình của mình cũng vậy, mình không có để ý đến tại sao mà mình tu mà ba má mình không tu, hoặc là mình tu mà con mình không tu, vân vân. Có nghĩa là mình phớt lờ cái trường hợp đó. Chứ có nhiều người á, là quý vị thấy rằng người ta nói mình phớt lờ vậy à, có nghĩa là mình có mà tại sao mà mình cho là không có được. Quý vị, có nghĩa là mình không có tìm những cái tướng chung tướng riêng, mình không tìm những cái tướng chung tướng riêng của những cái người đó. Đó, thì như vậy đó gọi là mình có cái phớt lờ. Đó, thì tại sao mà mình phải đi tìm cái chỗ thanh vắng, cái chỗ yên tịnh, mà tại sao mà mình phải tìm cái chỗ mình tu tập, quý vị? Tại vì tâm của chúng ta đó là thường thường á là coi như là mình bị các dục nó chi phối, mình quen rồi, mình quen rồi, mình sống ở trong một cái cuộc đời á, quý vị thấy rằng á là luôn luôn lúc nào tâm của chúng ta nó cũng dính mắc với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Nó luôn luôn nó dính mắt, có nghĩa là phim ảnh, báo chí, tin tức, nói chuyện đùa hoặc là nói chuyện người này người kia, cái cuộc sống ở trong cái xã hội này đó, cái xã hội loài người của chúng ta sống đó, là coi như là nó nhiều các dục quá, nó nhiều cái dục quá. Thành ra Đức Phật mới dạy chúng ta là coi như là mình phải đi tìm một cái chỗ nào đó mình tu tập. Mà Đức Phật cũng nói trước cho chúng ta biết, khi mà chúng ta bỏ hết các dục, chúng ta đi tu tập, thì lúc bấy giờ giống như là cái hình ảnh mà con cá mà nó bị vớt lên bờ, con cá mà nó bị vớt lên bờ, nó bỏ ra ở ngoài đất đó, quý vị. Thì sao quý vị? Nó sẽ dãy, nó sẽ dãy ra đạch. Thì cũng vậy, cái miếng đất khô cằn đó mà con cá nó bị thảy lên đó, thì cũng giống như mình mới đầu mình đi tu tập cái đề mục hơi thở. Cái đề mục hơi thở thì nó giống như là cái đất nó khô gì đó, cái đất nó khô gì đó. Nhưng mà khi mà chúng ta mà tu tập, mà tâm của chúng ta đó mà an trú ở trong được, ở trong cái đề mục đó rồi đó, thì coi như là từ từ mình sẽ cảm thấy những cái sự mà an lạc. Hoặc là quý vị thấy rằng là coi như là giống như là Đức Phật
khuyến khích các vị trưởng lão giải thích cho chúng ta tu tập về cái đề mục thiền. Chúng ta tu tập các cái đề mục thiền thì cũng giống như là con trâu hoang đó. Con trâu hoang mà bây giờ mình thuần hóa nó, mình thuần hóa nó bằng cách nào? Bằng cách là mình phải đem cột nó vô một cái cọc, một cái cọc cây, rồi lúc đó nó sẽ dùng dãy, nó dùng dãy thì khi mà nó dùng dãy đã rồi đó, nó mệt rồi thì nó sẽ nằm lại một chỗ. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, đối với cái tâm của chúng ta cũng vậy, quý vị. Khi mà chúng ta hành thiền thì nó cũng rất là mệt mỏi, có nghĩa là mình thì mình muốn nhớ cái điều này, nhớ cái điều kia, nhớ về những cái thời gian xưa, hoặc là mình mơ mộng cái chuyện ngày mai, cái chuyện tương lai. Nói chung là mình suy nghĩ đủ thứ chuyện hết đó. Thì lúc đó nó không có an trú ở trong cái đề mục được. Nhưng mà đối với vị hành giả tu tập, chúng ta cứ chúng ta tu tập cái đề mục hơi thở, tâm của chúng ta mà nó bị chi phối, có nghĩa là mình đang suy nghĩ về cái điều gì đó, mình nhận thức được, mình quay trở lại cái đề mục hơi thở đó, mình cứ ngồi, mình cứ làm vậy viết, thì lâu ngày, cái tâm của chúng ta bắt đầu là nó cũng nằm xuống, cái tâm của chúng ta nó nằm xuống là với cái ý nghĩa gì? Có nghĩa là lúc đó mình sẽ theo dõi đề mục hơi thở, đề mục mà mình đang tu tập, cũng như là giống như con trâu mà nó mệt quá rồi, thiện lát rồi nó cũng nằm lợn chỗ. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ an trú vô cái đề mục hơi thở, thì lúc đó cái sợi dây mà nó cột con trâu thì giống như là mình cũng có cái sợi dây tâm mình với đề mục. Mà cái sợi dây của mình là cái gì, quý vị? Cái sợi dây của mình là chánh niệm, cái sợi dây của mình chánh niệm. Cái chú xứ cũng quan trọng, rồi cái cách mà chúng ta tu tập cũng quan trọng. Mà quý vị biết Đức Phật nói chúng ta đó, Đức Phật giảng cho các vị tỳ kheo nghe đó, là quý vị thấy rằng đó, là tại vì cái đối tượng mà ngồi trước mặt Đức Phật là các vị tỳ kheo. Dạ, quý vị còn nghe, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, tại vì á, tại sao mà quý vị thấy rằng á, Đức Phật á, nói các vị tỳ kheo là cái bài kinh này á, Đức Phật giảng cho tứ chúng nghe hết. Nhưng mà cái đối tượng của Đức ngồi đối diện trước Đức Thế Tôn là đa phần là các vị tỳ kheo. Hoặc là ở trong cái nghĩa cái chữ tỳ kheo á, những ai mà tu tập từ bỏ khước từ những cái dục lạc thì cái người đó giống như là cái đối tượng mà đang được nghe giảng đó. Rồi á, Đức Phật nói á, khi mà chúng ta tu tập theo cái lời này á, là giống như là con báo á, giống như là cái con báo á, mà nó núp ở trong những cái bụi cây đó, để mà nó rình, nó bắt được những con thú lớn. Thì chúng ta ngồi lại, chúng ta tu tập về cái đề mục hơi thở này cũng vậy, chúng ta bắt được những cái con thú lớn là cái gì, quý vị? Là có nghĩa là chúng ta chứng đắc được nhị thiền, sơ thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hoặc là chúng ta đạt đến những cái quả vị đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam, đệ tứ sa môn đó. Đó là chúng ta tu tập là đó, đến đến cái đó. Rồi quý vị thấy rằng như hồi nãy chúng tôi đã đọc cái đoạn ở trong chánh văn cho quý vị nghe đó, thì kế tiếp là bây giờ là chúng ta có chỗ chúng ta tu tập rồi, lúc đó thì chúng ta ngồi xuống, chúng ta ngồi xuống, chúng ta ngồi kiết già cũng được, ngồi bán già cũng được, ngồi hai cái chân rời ra cũng được, nhưng mà cái điều này nó rất quan trọng, có nghĩa là chúng ta phải giữ lưng và đầu cho nó thẳng, lưng và đầu cho nó thẳng. Là tại chi, quý vị? Tại vì là mình không để cho những cái đốt xương của mình nó bị cong lại, thành ra lâu ngày nó sẽ trở thành cái bệnh đau lưng, hoặc là nó bị có cái đốt ở trong cái xương của mình, do một cái tư thế đó mà mình phải ngồi nhiều thời gian. Có nghĩa là mình ngồi 1-2 tiếng mà bây giờ mình ngồi cong cái lưng xuống thì lâu ngày thì nó sẽ bị đau lưng. Thành ra đó, các cái bậc trưởng lão các ngài giải thích thêm cho chúng ta là
phải giữ đầu lưng cho thẳng, đừng có để bị nó nghiêng về bên đâu, hoặc là nó gục đến đằng trước, hay là nó bật ra đằng sau cũng không có được. Còn đặt niệm trước mặt là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta tu đề một hơi thở Anapanasati thì chúng ta sẽ theo dõi hơi thở, chúng ta sẽ theo dõi hơi thở, tâm của chúng ta sẽ đặt vô đâu, đặt vô hơi thở đó. Thì cái đó là cái bước đầu mà khi mà chúng ta tu tập đề một hơi thở, chúng ta phải làm đúng như vậy. Rồi quý vị thấy có những người người ta nói là tay trái phải đè lên tay phải phải đè lên tay trái, cái điều đó nó không có cần thiết đó. Quý vị muốn lấy cái tay nào để lên cái tay nào cũng được hết, nhưng mà chúng ta phải hiểu là tại sao mà mình làm vậy. Cái tay mình á, khi mà mình không có hai cái tay mình không có để gần với nhau á, dính lại đó, thì cái tay mình nó sẽ bị mình, cái tâm mình nó sẽ bị phóng dật, cái tay mình nó sẽ, cái ngón tay của mình nó sẽ khều khều, hoặc là nói chung là nó bị phóng tâm đó đó. Thành ra chúng ta để hai cái tay chồng lên nhau, tay trái chồng lên tay phải chồng lên tay trái gì cũng được hết, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là để cho tâm của chúng ta đừng có phóng dật đó. Quý vị có thấy không, những cái bạn học sinh khi mà ngồi nghe thầy cô giáo giảng đó, cái tay là cứ bẻ bẻ cái viết hoặc là cào cào cái chỗ này, cào cào cái chỗ kia đó, thành ra người ta không giữ tâm được, người ta không có làm cho cái tâm mình được yên lại một chỗ đó. Rồi khi mà chúng ta có cái tư thế, chúng ta đã biết cách hết rồi, thì lúc bấy giờ đó, Đức Phật dạy cho chúng ta tiếp là coi như là chánh niệm thở vô, cái vị hành giả chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta thở vô, chúng ta thở ra, chúng ta đều biết rõ, chúng ta đều biết rõ hết. Quý vị thấy hàng ngày mình cũng thở bình thường, mình cũng thở bình thường, nhưng mà mình đâu có biết, mình đâu có biết rõ được cái hơi thở của mình. Thì cái chánh niệm để mà mình biết cái hơi thở vô, hơi thở ra là một cái điều là quý vị thấy rằng là nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì chúng ta phải để tâm ở trên hơi thở, chúng ta phải nhìn hơi thở thì chúng ta mới quan sát được. Dạ, quý vị, hình như mạng nó bị chập chờn một xíu nha quý vị. Chúng tôi tiếp tục. Đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng đối với cái hơi thở của mình, mình tu tập, mình phải để tâm ở trên cái hơi thở của mình. Có nghĩa là tâm của mình chú ý đến hơi thở. Hơi thở vô mà mình biết rõ, cái hơi thở ra mà mình biết rõ. Thì như vậy đó, là mình có chánh niệm cái lúc hơi thở vô, mình có cái chánh niệm cái lúc hơi thở ra đó. Rồi quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta thêm nữa, cái hơi thở vô mà nó dài chúng ta biết rõ, hoặc là cái hơi thở vô mà nó ngắn chúng ta cũng biết rõ đó. Chúng ta biết nhưng mà chúng ta không phải là mình điều khiển hơi thở, mình biết mà mình không phải mình điều khiển hơi thở. Quý vị biết có nhiều người người ta tu tập cái chỗ này nó dễ bị lẫn lộn lắm quý vị. Thí dụ như có những người người ta nói rằng hỏi mình tu tập đề mục gì vậy? Nói tu tập đề mục niệm thân. Vậy thì khi mà lúc mà cái vị đó diễn tả đó, tôi ngồi tôi đau, ví dụ như ngồi mà đang ngồi lâu quá nó đau, rồi lúc đó thì lúc đó mình niệm cứng, hoặc là mình niệm cứng, hoặc là mình niệm hoặc là cái cảm giác nó nóng đồ này kia. Thật sự ra đó là quý vị thấy rằng ở trong cái bài kinh này Đức Phật nói là vị tỷ kheo quán thân chỉ là thân, quán thân chỉ là thân,
Có nghĩa là mình tu tập về niệm thân à, hoặc là niệm hơi thở, mình sẽ chú ý vào cái hơi thở à. Còn cái còn mà bây giờ mình qua cái đau nhức cứng rồi là thì cái đó là cái gì quý vị? Cái đó là cảm giác à, cái đó là cảm giác. Mà hãy mà cái cảm giác đó thì nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về niệm thọ, nó thuộc về niệm thọ. Thành ra đó, lúc đó đó à, chúng ta à, chỉ à, tập trung ở trên cái hơi thở à, chúng ta tập trung ở trên cái hơi thở. Cái hơi thở vô, hơi thở ra à, chúng ta à, đều biết rõ hết. Thì à, không phải là dễ à, tu tập. Nhưng mà chúng ta ở đây á, à, các vị trưởng lão á, nói rằng là chúng ta phải có thêm cái chanh đá à, có nghĩa là chúng ta mong muốn à, chúng ta mong muốn chúng ta tu tập được à, chúng ta mong muốn chúng ta tinh tấn à, chúng ta tu tập thì lâu ngày à, dài lần dài ngày à, hoặc là một thời gian tùy theo cái căn cơ của chúng ta. Nhưng mà chúng ta mong muốn, chúng ta quyết định à, chúng ta tu tập à, thì từ từ à, tâm của chúng ta sẽ à, sẽ phát triển được à, có nghĩa là chúng ta sẽ theo được à, cái đề mục hơi thở này đó. Rồi khi mà mình thở vô dài mình biết rõ à, thở ra dài mình biết rõ, thì ở trong cái sự biết rõ đó đó à, có nghĩa là như thế nào quý vị? Mình biết rõ cái hơi thở à, cái hơi thở mình nó vô à, nó dài à, rồi ở trong khoảng thời gian bao nhiêu nữa à, ở trong khoảng thời gian bao nhiêu nữa. Nhưng mà cái này á, là có nghĩa là mình biết rõ là cái người mà người ta biết được cái hơi thở à, vô à, cái hơi thở đó nó, mình hít vô nó dài như vậy, rồi trong cái khoảng thời gian à, nó lâu hay là nó mau đó. Còn cái hơi thở ra à, mình cũng biết được là cái hơi thở ra nó dài hay là nó ngắn, rồi trong ở cái khoảng thời gian nó lâu hay nó mau. Có nghĩa là những cái điều này đến chi? Để chúng ta sẽ tập trung ngay trong cái hơi thở à, chúng ta tập trung ngay cái hơi thở à, suốt như vậy à, vậy chúng ta không có thổi một cái điều đó. Thì lúc đó đó mình biết rõ như vậy đó à, thì coi như là gọi là cái vị đó có chánh niệm à, có chánh niệm. Nhưng mà chúng tôi nhắc quý vị nhớ là khi mà tu tập à, về cái đề tài thiền đó, chúng ta phải nhớ là chúng ta phải có cái chanh đá à, có cái mong muốn, rồi chúng ta mới à, nhiệt tâm à, chúng ta à, tu tập à, được. Còn nếu mà mình mà không có cái mong muốn, ví dụ như là bây giờ là mình thấy cái người đó tu tập rồi mình cũng ngồi mình tu tập giống người ta đó, thì nếu mà mình không có những cái mong muốn đó, đó nó không được nha quý vị. Tôi thấy là tín hiệu rồi quý vị à, cảm ơn quý vị nhiều. Đó rồi, thành ra đó à, chúng ta phải có cái sự mong muốn mà mình mong muốn mình tu tập được à, rồi mình khi mà mình có mong muốn gì đó thì mình mới nhiệt tâm. Mà chúng tôi bảo đảm quý vị, khi mà chúng ta mà tu tập à, với cái tâm của chúng ta mà chúng ta tu tập cái đề mục hơi thở mà được như vậy, thì như lúc đầu chúng tôi nói đó à, chào Phật tử Châu Phan à, vừa rồi lâu lắm rồi à, không có gặp à, chú Châu Phan, hôm nay mới gặp à, chào chú Châu Phan đó. Thì quý vị thấy rằng á, đối với cái đề mục hơi thở này á, chúng tôi nói rồi à, các vị chú giải sư à, các vị mới nói rằng là giống như là con trâu hoang à, nó dằn dặt à, nó nhảy nó dằn dặt rồi để một chút nữa nó mệt à, là nó hết nhảy. Thì cái tâm của chúng ta tu tập về cái đề mục hơi thở này cũng vậy, nó cứ phóng ra ngoài thôi. Bây giờ để ngày mai mình tu, hay là để tối mình tu, hoặc là để tối thì mình hẹn đến sáng mình tu đó. Nhưng mà mình ráng cố gắng à, mình ráng cố gắng vượt qua. Thì lúc đó các ngài mới nói là
lúc mà chúng ta mà chúng ta cố gắng mà chúng ta vượt qua, chúng ta tu tập được đó quý vị. Có nghĩa là suốt cái thời gian mình hành thiền, thí dụ như trong khoảng 10 phút đó hoặc là một tiếng đồng hồ đó, thì quý vị cứ theo dõi được cái hơi thở vô, hơi thở ra. Mình cứ theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, mình theo dõi như vậy được suốt như vậy á, thì lúc đó đó quý vị biết cái gì khởi lên không? Bi tí nó khởi lên. Bi tí nó khởi lên. Có nghĩa là cái hỷ á, cái sự thích thú á, của mình á, nó sẽ khởi lên. Đó, còn bây giờ mà mình tu tập á, là tại sao mà mình không có hành thiền được? Tại sao mà chúng ta không có hành thiền được quý vị? Tại vì nó không có tìm được cái gì mà vui thích ở trong đó hết. Nó không có tìm được cái gì vui thích ở trong đó hết. Thành ra khi mà quý vị tu tập, mà lúc mà chúng ta theo dõi được cái đề mục hơi thở rồi, chúng ta có chánh niệm cái hơi thở vô, hơi thở ra, chúng ta có cái chánh niệm như vậy rồi đó, thì coi như là lúc đó đó bi tí nó sẽ khởi lên. Mà quý vị biết á, một người mà tu tập mà cái bi tí á, nó rất là quan trọng. Có mình á, thì thật sự ra mình không có dính mắc ở trong những cái giai đoạn này, nhưng mà chúng ta cần phải có, chúng ta cần phải có cái bi tí nó khởi lên á, là lúc đó nó rất là quan trọng. Cái sự quan hỷ này đó, trong cái lúc chúng ta hành thiền á, thì lúc bấy giờ cái thờ thiền của chúng ta đó, nó mới kéo dài được. Hãy mà hỷ này mà nó xuất hiện đó, thì nó sẽ trừ những cái gì quý vị? Cái sự dao động, cái sự dao động. Chúng ta ngồi thiền không được, chúng ta ngồi không được lâu, là do chúng ta không có, không có cái sự quan hỷ ở trong cái sự mà chúng ta hành thiền. Thành ra chúng ta ngồi lâu không được. Mà hãy mà chúng ta có được, chúng ta có được cái bi tí đó, chúng ta có được cái sự quan hỷ đó, là coi như là tự nhiên quý vị sẽ hành thiền được. Chúng ta sẽ hành thiền được một cái thời gian dài, là do mình có cái sự mà quan hỷ. Rồi lúc đó đó, khi đó đó quý vị thấy rằng á, cái vị tỳ kheo tu tập mỗi cái hơi thở càng ngày nó càng tinh tế hơn. Có nghĩa là mình theo dõi sát được, theo dõi sát được hơi thở vô, theo dõi sát được hơi thở ra. Đến nỗi mà ở trong chú giải nói, các vị trưởng lão, các vị nói, lúc đó là chúng ta mà tu tập được như vậy đó, là coi như là chuẩn bị những cái niêm tá, những cái tướng của hơi thở nó sanh. Những cái tướng của hơi thở nó sanh rồi, thì kế tiếp Đức Phật mới nói là cảm giác toàn thân hơi thở, ta sẽ thở vô, cảm giác toàn thân hơi thở, ta sẽ thở ra. Đó, vậy thì cảm giác toàn thân hơi thở, ta sẽ thở vô. Ta ở đây là có nghĩa là chúng tôi giải thích cho quý vị nghe, để mà mình hiểu được là mình đang tu tập, mình đang học cái cách tu tập. Có những người ta nói là sao có ta, có tôi ở trong đây, chứ không lẽ mình nói giờ mình nói gì? Không lẽ giờ mình nói ngũ uẩn đang thở vô, ngũ uẩn đang thở ra? Thành ra đó, quý vị ngay cái chỗ này, có những người, quý vị biết, hồi lúc trước chúng tôi cũng trình bày, có nhiều người ta không biết, người ta bắt lỗi. Người ta nói sao toàn là ta với tôi, đồ không ở trong đây vậy? Cái điều này không phải. Chúng ta phải mượn cái tục đế, cái ngôn ngữ chế định để chúng ta diễn tả. Chứ không thôi là giờ mình nói là các cái ngũ uẩn ở trong đây, thì nó đâu có được quý vị. Đó, thành ra đó, tiếp theo á, là cái cảm giác toàn thân, ta sẽ thở vô. Cảm giác toàn thân ta sẽ thở ra. Vậy thì có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là cái cảm giác toàn thân của mình á, là lúc đó đó mình biết rõ được, mình biết rõ được cái hơi thở của mình nó vô như thế nào, mình biết rõ được cái hơi thở của mình nó dài, cái chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối, nó như thế nào mà mình biết rõ. Đó, mình biết rõ được như vậy đó, là coi như là với cái cảm nhận của mình, cái cảm giác mình biết, mình biết rõ ràng. Đó, thì như vậy gọi là cảm giác toàn thân, ta sẽ thở vô. Cảm giác toàn thân ta sẽ thở ra. Thì chúng tôi nói về những cái điều này để cho quý vị biết, khi nào có dịp, quý vị cứ ngồi lại, quý vị tu tập 5 phút cũng được, 10 phút cũng được,
thì mình có tu tập thì mình sẽ cảm nhận được. Trong những ngày đầu mình tu cũng được rồi, nhưng mà mình có cái mong muốn và có cái sự tinh tấn thì những ngày sau mình sẽ tu tập được. Và mới đầu thì cái hơi thở vô mình biết rõ, hơi thở ra mình biết rõ, rồi từ từ rồi lúc đó cái hơi thở dài, hơi thở ngắn mình biết rõ, rồi đến bây giờ cái cảm giác cái hơi thở đó nó vô như thế nào, lúc đó cái cảm giác ở trên người mình như thế nào, mình được an lạc hay là mình khó chịu đồ này kia, thì lúc đó đó mình biết được, mình biết được rõ về cái điều đó. Thành ra đó gọi là cảm giác toàn thân ta thở vô, cảm giác toàn thân ta thở ra. Có nghĩa là cái hơi thở đó chặn đầu, chặn giữa, chặn cuối, nó vô, nó vô cái cảm giác như thế nào mình đều biết rõ hết. Thành ra đó, cái đó, đó là quý vị thấy rằng là chúng ta tu tập, chúng ta tu tập như vậy đó. Hỏi như vậy thì quý vị nghĩ đi, trí tuệ mình không không tăng trưởng làm sao được, trí tuệ mình không tăng trưởng làm sao được đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với thiền là càng ngày càng làm cho cái trí tuệ của chúng ta nó càng ngày nó càng tăng trưởng, chứ không có thể nào mà tẩu quả nhập ma. Chỉ có chừng nào mà chúng ta tu tập mà nó lạc thiền, chúng ta tu tập nó lạc thiền đó, cũng như những lần mà chúng tôi ưa nói quý vị đó, ưa nói cho quý vị nghe đó, cái thiền ở trong Phật giáo chúng ta tu tập là trí tuệ càng ngày càng phát sanh đó. Còn những cái thiền của ngoại đạo đó là hỏi quý vị mà tu mà không điên sao được. Trước khi ta chưa sanh ra nha, trước khi cha mẹ ta chưa sanh ta ra, ta là ai, ta là ai, ta là ai đó, mà cứ ngồi đọc như hoài hỏi quý vị không bể đầu sao được đó. Quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà quý vị mà ngồi mà quý vị cứ đọc vậy viết đi, chúng tôi bảo đảm từ giờ mà tới khuya quý vị mà không bể đầu nữa thôi. Có nghĩa là cái hoài nghi càng ngày càng lớn, cái hoài nghi nó càng ngày càng lớn đó. Trước khi cha mẹ ta chưa sanh ta ra, ta là ai, ta là ai, ta là ai, ta là ai, cứ ngồi đọc hoài đó, lần lát rồi coi như là nó nóng đầu, nó vọng lên, nó vọng lên ở trên đầu luôn. Nó thành ra nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm những việc đó. Rồi bây giờ á, tiếp theo á, là quý vị thấy rằng á, ở trong cái trường hợp này á, là có nghĩa là chúng ta không phải chúng ta không phải là cứ mình ngồi ở đó mình ghi nhận cái hơi thở, cái đây là chặng đầu nha, đây là cái chặng giữa nè, đây là cái chặng cuối. Mình không phải mình ngồi mình lo mình ghi nhận ở cái điều đó không. Đó có nghĩa là mình biết mình biết chi tiết, mình biết chi tiết cái toàn cái khoảng thời gian hoặc là cái cảm giác cái hơi thở đến vô là được rồi. Đó chứ không phải là giống như là những người mà thí dụ như là người ta quỷ thiền sư mà dạy là coi như là khi mà mình ăn đũa cái muỗng mình múc rồi mình đưa lên rồi mình chạm môi chạm môi rồi mình ngậm vô miệng rồi mình nhai đồ này kia, không phải là như vậy. Không phải là mình ngồi mình làm như vậy, vì có nghĩa là mình ghi nhận hết từ cái mà cái muỗng mà mình múc xuống với cái đĩa cơm mà rồi mình đưa lên như thế nào đó, mình ghi nhận hết. Thì chứ không phải là chúng ta ngồi mà chúng ta làm từ từ như vậy, chúng ta không phải chúng ta ngồi chúng ta làm từ từ như vậy đó. Thì đối với cái hơi thở đó, chặn đầu, chặn giữa, chặn cuối, không phải chúng ta ngồi đó, đây là chặn đầu nè, đây là chặn giữa nè, đây là chặn cuối nè, không phải. Mà chúng ta chỉ cần biết một cách chi tiết tổng quát, biết chi tiết tổng quát là như vậy đó. Đó thì đối với cái hơi vô thở ra, tự nhiên lúc đó chúng ta biết rằng là mình có bị, cũng như là có bị phớt tán ra hay không. Có nghĩa là nhiều khi mình cái hơi thở của mình á, mình thở vô hoặc là mình thở ra đó, mà lúc đó mình thấy hình như cái hơi thở của mình nó giống như là nó bị bay bổng bổng ở đâu đó, là do đâu quý vị. Thật sự hơi thở mình nó không có bay bổng bổng gì hết đó, nhưng mà do cái tâm của mình, mình đang theo dõi cái hơi thở là cái tự nhiên là mình suy nghĩ cái gì đó, mình suy nghĩ, mình nhớ cái chuyện này, nhớ cái chuyện kia, thành ra mình có cái cảm nhận như là
cái hơi thở mình nó không có tập trung, nó không có gom lại chỗ, đó là do cái tâm của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta phải kéo cái tâm của mình về cái hơi thở liền. Đó, mình phải có nhiều khi á, quý vị biết không, chúng tôi bị những cái trường hợp đó, thì chúng tôi cũng phải, lúc đó mình phải dùng cái sự cố gắng của mình. Có nghĩa là lúc đó mình hít mạnh vô, mình thở mạnh ra, để chi? Để cho cái tâm của mình đừng chi phối cái gì nữa, đừng chi phối cái gì hết. Cũng như là quý vị mà niệm về ân Đức Phật, mà bây giờ quý vị niệm ở trong tâm mà bây giờ nó rồi chuẩn bị nó buồn ngủ đến, nó buồn ngủ đến hiện sao, thì quý vị phải itibiso pangawa anahang, có nghĩa là mình phải đọc lớn lên để cho nó xua đuổi cái cơn buồn ngủ. Thì cũng vậy, cái hơi thở vô hơi thở ra, bây giờ là coi như là mình tập trung không được, mình tập trung không được thì mình phải hít vô, mình hít vô mạnh để cho mình thấy được mình theo được cái hơi thở. Khi mà mình hít vô, mình thở ra mạnh để mà mình theo được cái hơi thở. Khi mà chúng ta theo được cái hơi thở rồi đó thì sao quý vị? Chúng ta trở lại bình thường, chúng ta ghi nhận cái hơi thở trở lại bình thường. Đó, thì như vậy đó là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái hơi thở vô, hơi thở ra, cảm giác như thế nào là chúng ta ghi nhận cái cảm giác như thế đó. Có nghĩa là lúc đó cái hơi thở của mình á, là nó mạnh hay là nó yếu, là mình ghi nhận được cái chỗ đó. Thành ra gọi là cảm giác toàn thân, ta thở vô, cảm giác toàn thân, ta thở ra. Chứ không khéo á, thì chúng ta bị lẫn lộn qua những cái trạng thái. Những cái trạng thái, thí dụ như là cái cảm thọ đó, là lúc đó chúng ta niệm thọ đó. Thành ra coi chừng chúng ta sẽ bị lẫn lộn về cái chỗ này. Mình cứ tập trung, tập trung ở trên hơi thở. Cũng như hồi đó mà quý vị biết rằng chúng tôi có những cái người bạn mà đi đấu võ đài, đi đấu võ đài. Cái người chúng tôi có cái người bạn đó là coi như là lên mà hãy mà chỉ cần mà quý vị biết rằng là chờ cái đối thủ, chờ cái đối thủ mà sơ hở, sơ hở cái chỗ nào cái là cái vị võ sĩ đó là coi như là quýnh vô chỗ đó, là chỗ mà bị hở ra đó, quýnh vô một cách liên tục là đối thủ bị ao đài liền, bị knock out liền đó. Thành ra đối với cái đời sống tu tập cũng vậy quý vị, chúng ta cứ tiếp tục tiếp tục hơi thở, tiếp tục hơi thở, rồi bây giờ mệt quá đứng dậy, đứng dậy đi kinh hành, rồi một chút nữa khỏe vô tu tập nữa đó. Chúng ta coi như là chúng ta cứ theo dõi chúng ta làm sao mà cứ coi như là mình không rời bỏ, mình không buông bỏ, mình cứ tu tập, cứ tu tập. Chúng ta nên nhớ rằng là cái đề mục hơi thở này rất là quan trọng. Chư Phật, chư chánh đẳng chánh giác, các vị chánh đẳng chánh giác ở trong thời quá khứ, hiện tại, vị lai sẽ đắc chánh đẳng chánh giác bằng cái đề mục hơi thở này. Đó, chúng ta thấy rằng rất là quan trọng. Đó, thành ra đó, cái cảm giác toàn thân mình thở vô, cảm giác toàn thân mình thở ra. Đó, như vậy á, là mình tu tập mình biết được, mình biết được cái hơi thở ra vô nó có chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối như thế nào, thì mình biết rõ như vậy, gọi là cảm giác toàn thân thở ra, cảm giác toàn thân thở vô. Đó, rồi an tịnh thân hành, an tịnh thân hành sẽ thở ra, an tịnh thân hành sẽ thở vô. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là lúc đó mình tu tập cái đề mục hơi thở này đó, mình cái hơi thở của mình nó không có bị hỗn hển, nó không có bị hỗn hển. An tịnh, an tịnh có nghĩa là nó không có một cái gì mà nó khuấy động, nó không có một cái gì nó khuấy động. Thành ra gọi là an tịnh thân hành, ta sẽ thở vô, an tịnh thân hành ta sẽ thở ra. Đó, còn lúc nào mà mình không an tịnh thân hành, có nghĩa là cái hơi thở của quý vị, thí dụ như giờ quý vị đi nhanh quá, quý vị đi nhanh quá, hoặc là tâm của quý vị đang tu tập mà cái tâm của mình nó, mình nhớ tới hồi nãy kêu cái con đó nó làm gì mà nó làm không có theo ý mình, là lúc đó là cái hơi thở mình nó hỗn hển liền. Quý vị thấy rằng
tâm của mình lúc đó mình sân lên á, là hơi thở của mình nó hỗn hển liền, thì lúc đó nó không có an tịnh, nó không có an tịnh đó, quý vị thấy không? Thí dụ như quý vị thấy con chó không, con chó nó chạy sổng nó thở cả học đó, thì cái hơi thở đó là nó không có an tịnh đó. Vậy thì mình tu tập về cái hơi thở, cái hơi thở vô hơi thở ra, mà gọi là an tịnh thân hành ta sẽ thở vô, an tịnh thân hành ta sẽ thở ra, có nghĩa là cái hơi thở của mình nó im ả, nó không có hỗn hển, nó trơn tru, nó không có bị hốc bị sốc, nó không có bị hốc bị sốc, là như vậy gọi là an tịnh thân hành ta sẽ thở vô, an tịnh thân hành ta sẽ thở ra. Nãy giờ là chúng tôi nói là coi như là quý vị nghe thân đồ này kia, cảm giác này kia, mình tưởng là ở ngoài cái đề mục hơi thở, chứ không phải. Mình tập trung vô hơi thở, tập trung vô hơi thở, rồi lúc đó mình ghi nhận cái hơi thở của mình á, là nó được trơn tru không, nó được im mà giống như người mà chạy, hoặc là cái tâm của mình gặp cái chuyện gì đó mình sân, hoặc là mình gặp cái chuyện gì đó mình tham quá đó quý vị, mình tham quá đó. Cái điều này nói quý vị được cười, chứ lúc trước là chúng tôi ở trong cái trường thiền á, quý vị biết không, tu tập á, cái giờ đầu với cái giờ giữa đó thì nó rất là dễ tu tập quý vị, nhưng mà đến cái giờ mà tới cái giờ cơm á, tới cái giờ mà chuẩn bị mà xả thiền mình xuống ăn cơm á, là cái thời gian nó bị chi phối dữ lắm quý vị. Chúng tôi thật sự ra đó, khi mà đi tu tập mà hành thiền á, mình chia sẻ với mọi người nó rất là thiết thực, nó rất là thiết thực. Có những người người ta mắc cỡ, người ta không dám chia sẻ, chứ thật sự ra giờ quý vị thấy không, bây giờ mà cái lớp học này nè, là tự nhiên hồi nãy á, cái đầu giờ á, là quý vị học nó dễ lắm, đầu giờ quý vị học nó dễ lắm, nhưng mà khi mà đến gần cuối giờ nè, đến cái giờ này nè, bắt đầu là mình ngóng nè, mình nghía cái đồng hồ nè, rồi mình không biết là lát là bài dở làm sao, nói chung là cái lúc rồi gần cuối giờ đó, thì cái tâm của mình nó rất là lộn xộn. Mà hãy mà cái tâm của mình nó lộn xộn thì sao quý vị? Cái hơi thở nó không có im ả, cái hơi thở nó không có trơn tru. Đó, thành ra một vị hành giả tu tập, chúng ta phải có cái sự ghi nhận như vậy. Thì nếu mà hơi thở của chúng ta lúc đó nó không có bị hốc, nó không có bị xáo trộn, mà nó im ả, nó trơn tru, thì lúc đó mình biết rằng là an tịnh thân hành mình thở vô, an tịnh thân hành mình thở ra. Đó, thì như vậy đó, theo cái cách này mình cứ tập, tập không được ngay, tập không được bỏ tập lại, tập không được mình bỏ mình tập lại, không có sao hết. Nếu mà hơi thở của mình nó thô, thì mình nghĩ mình biết rằng là lúc này mình không có an tịnh, lúc này chúng ta phải phải tập lại, chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải nỗ lực, chúng ta làm sao mà để cho cái hơi thở của chúng ta nó trở lại bình thường. Lúc đó chúng ta coi lại tâm mình nó sân, tâm mình nó bị chi phối bởi chút nữa là mình chuẩn bị mình ra xe mình đi đâu, hoặc là chút nữa là nghe xong là còn 5 phút nữa xong là mình xuống mình ăn cơm, hay là mình ăn kem, hay là ăn bánh gì đó. Đó có nghĩa là mình cái lúc đó cái tâm của mình nó bị xáo trộn, thành ra cái hơi thở của mình nó không có im, nó không có im ả, nó không có trơn tru, thì mình hiểu được rồi, bây giờ không có gì gấp, một chút hết giờ, một chút hết giờ là mình đi ăn hoặc là mình đi uống, một chút nữa hết giờ mình đi ngủ nghỉ. Đó thì mình phải chỉnh, mình phải nhắc nhở cái tâm mình khi đó, thì lúc đó mình tiếp tục bây giờ ngồi theo đề mục hơi thở nữa, dù cho bây giờ còn 3-4 phút nữa thì mình tu tập 3-4 phút nữa thì nó cũng tốt. Cũng như là quý vị thấy rằng mà chúng tôi nói về những cái sát na, chúng ta có những cái sát na định đó, quý vị. Chúng ta có những cái sát na định đó, thì ở trong cái khoảng thời gian mà sát na định đó, hoặc là trong thời gian nãy giờ mà mình tu tập, là coi như là mình tránh được rất là nhiều, quý vị. Trong thời gian nãy giờ mình tu tập á, ngoài mình tránh được những cái lời nói dối nè, nói đâm thọc nè,
rồi hoặc nói chia rẽ, hoặc nói lời nhảm nhí. Nói chung là trong cái thì mình nghĩ rằng rằng là ít thì coi vậy, chứ còn 4 phút này, 4 phút này nữa để chúng ta tu tập, thì chúng ta cũng có những cái sát na định một cách liên tục, thì chúng ta lúc này chúng ta ngăn được rất là nhiều ác bất thiện pháp, mà chúng ta còn làm cho tinh tấn, làm khơ dậy những cái thiện pháp, dù cho nó là 3 phút hay là 4 phút. Mà quý vị nghĩ một ngày mà mình được 3 phút này, 4 phút này, mà mình cộng lại từ bây giờ cho đến chết, thì mình được biết bao nhiêu phút. Mà ở trong quý vị pháp nói là một cái búng tay vậy đó, là triệu triệu sát na sanh diệt. Mà vậy mà mình có tới một ngày mình có tới 5 phút, 10 phút lần. Đó thì quý vị thấy rằng cuối đời của mình có bao nhiêu hàng tỷ cái sát na thiện, những cái tâm thiện nó sanh lên. Đó thì nó làm cho chúng ta đời sống sau là mình có trí tuệ, giống như là trí tuệ ở trong nước, ở trong biển vậy đó, nó nhiều ở trong biển. Đó, thành ra cứ theo cái cách này mà mình tu tập, rồi mình nỗ lực, rồi coi như là cái vị đó là coi như là cứ lo nỗ lực mà tu tập. Giống như là mình phải nhớ rằng là cái an tịnh này đó, khi nào mà thân tâm của mình mà bị dao động á, thì hơi thở nó sẽ thô tháo. Thân tâm mình mà không có dao động á, thì hơi thở nó sẽ vi tế. Đó, thì mình cứ theo cái mình cứ theo cái đó mà mình tu tập. Mình biết rằng là bây giờ thân tâm mình không dao động, thành ra cái hơi thở mình nó không có bị xáo trộn. Vậy thì là lúc này là chúng ta an tịnh thân hành, mình thở vô, an tịnh thân hành mình thở ra. Đó là chúng ta đang tu tập về cái đề mục hơi thở. Đó thì kính thưa quý vị, đối với cái đề mục hơi thở này, thật sự ra đó là chúng tôi cũng rất là hoan hỷ để mà chia sẻ đến quý vị. Thành ra chúng tôi sẽ trình bày đến quý vị là coi như là từ từ vậy đó, từ từ như vậy. Mình không có đi nhanh, không có đi nhanh quá, để cho chúng ta giống như là chúng ta biết để nếu mà lúc nào chúng ta muốn hành, chúng ta sẽ tu tập, chúng ta sẽ hành theo. Thành ra mỗi ngày chúng tôi trình bày một chút, và bây giờ thì phải để dành cái thời gian lại cho quý vị nghỉ mệt tí xíu, rằng chuẩn bị qua cái lớp học mới rồi. Với hơn nữa là nếu mà chúng tôi có trình bày thêm một chi pháp nữa thì nó không có đủ thời gian. Mình sẽ nói nhanh quá thì nó sẽ coi như là nó làm xáo trộn thêm, chứ quý vị cũng không có được hiểu nhiều. Thành ra chúng tôi sẽ ngưng lại đây, chúng tôi sẽ ngưng lại đây để kỳ sau mình tiếp tục nữa. Thì mình nhớ người là an tịnh thân hành, ta sẽ thở vô, an tịnh thân hành ta sẽ thở ra. Đó, đến cái khúc này mình ngưng lại để kỳ sau mình học tiếp. Không biết quý vị có cảm thấy cái bánh này nó ngon không, chứ chúng tôi thật sự là chúng tôi rất là hoan hỷ. Chúng tôi cảm thấy khi mà mình biết được những cái điều này đó, mình tu tập mình rất, chúng tôi rất là hoan hỷ quý vị. Với cái phước này xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, người trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời đế thích, chư thiên tứ đại vương, các vị chư thiên người xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi, và các vị chư thiên người xung quanh nơi chỗ của quý vị luôn, cả các vị long vương, càn thất bà, ngã quỷ, a tu la, những chúng sanh dạ so, những chúng sanh phước mặt phước ngoài, chư thiên chư duyên dương, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp, chúng sanh trong ba giới bốn loài. Mong quý ngài quý vị hoan hỷ nhận lãnh phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú lành thai. Kính tri ân Đại Đức Phật Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rum chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư.
Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha nava vena sara sate bhavantu te Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma nava vena sara sate bhavantu te Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha nava vena sara sate bhavantu te Tất cả ăn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quá của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào gom chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đê quá ta sân ti vi ha ra qua xí ni Thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta so thiên ca đoàn tề tha vi ha ra măng đa đề thể ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni ama cha isara sapana puta sukita bawan tu te cha la mu cha ye pi cha anda sampawa samseda cha ta athavo papatika niyani kang thamma wa sang patit cha te Sappe pirukha sakarantu sankhayan Thatu jirang satang thammo Thamma thara chabutkala Sankho tu samakho wa Athaya chahitaya cha Amhe rakhantu sakhammo Sappe pi thamma charino Uất thêm sam pa phu ni ya ma tham ma ri ya ba về đi tề. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống.